Thì bây giờ vô cái ca mới thì các bạn sẽ new patient nè, đánh chị coi. Bây giờ có một cái ca song thai nè, chị sẽ hướng dẫn các bạn cắt này, học cái bài này sáng xong chắc các bạn chẩn đoán được hết trơn rồi. Bây giờ lên cái máy nè, các bạn sẽ nhập tên vô, dự sanh vô theo song quý 1 của cái chiều dài đầu mông lớn hơn ha. Rồi, bây giờ theo dự sanh theo quý 1 của em là nhiêu ha? 29 tháng 5 hả? Các bạn 29 tháng 5. Bạn nhớ nè, các bạn thấy cái chữ phi start đây không? Nó hiện số 1, số 2 nha, mình nhớ mình nhập vô số 2 nha, không thôi mình đo hồi nó lẫn lộn nhau đó. Cho nên là song thai là mình phải nhập vô cái số 2 ở đây này, máy nào nó cũng có cái phi tết number ở đây ha. Bạn nhập vô nè, và dự sanh thì đây nó hiểu đây là cái thai 28 tuần 4 ngày. Bây giờ mình sẽ phải làm nhanh thôi, tại vì nó hình như là 12 giờ rưỡi rồi hả? Chết rồi. Hả? Ủa cha dữ vậy, đói bụng hết trơn rồi. Rồi, thì bây giờ mình không có đi vô sâu hình thái nữa hết, chắc các bạn ở đây coi nó tốt rồi. Bây giờ các bạn thấy đầu tiên chị sẽ để đầu dò ngay cổ tử cung nè. Đầu dò ngay cổ tử cung để các bạn đi coi cái thai nào là cái thai A. Mình sẽ làm một cái tổng quan trước đi ha. Thường là màng ối nó dọc đó, là nó đứa trái đứa phải là đa số, hiếm khi nó nằm ngang màng ối ngang, đứa trên đứa dưới. Mà sao cái thai này nó có vẻ là một đứa trên đứa dưới vậy ta? Tại cái đứa trên mà nó nằm ngang là các bạn phải hiểu rằng nó khả năng là đứa trên đứa dưới, đứa trên nó nằm ngang, đứa dưới nó nằm. Đây là đứa dưới, chắc là thai trên thai dưới quá à. Chị đang để đồ dò dọc á, mà nó nằm, để coi cái này nó hướng về bên trái ha. Này bên phải, cái này bên trái, có khả năng một đứa trên đứa dưới hơn, tại nó nằm ngang là thường đứa trên đứa dưới đó. Thì bây giờ các bạn sẽ nhìn vô, các bạn sẽ thấy có hình ảnh đa ối thiểu ối hay gì không, thai 28 tuần là truyền máu không, không thai mình không có gặp rồi. Thì bây giờ các bạn nhìn hai cái bụng nó cũng có vẻ đều nhau, nước ối này màng ối ngăn giữa hai thai nè đó, màng ối. Thì bây giờ các bạn sẽ quan đo cái song ối lớn nhất cái thằng thai trên nè, các bạn để dọc đầu dò đứng thẳng ha, bạn đo không có cái phần phụ của thai và thai, có nghĩa là không có dính dây rốn vô, không có dính thai vô, đo thử cái song ối lớn nhất. Lộn. Nó 8,2 cm mà các bạn thấy là nó này nó 28 tuần phải không? Thế nhà đâu đủ tiêu, nó không phải là cái TTS, nó phải trên 10 cm đó các bạn. Mà cái thai dưới nó cũng thiểu ối, đây là cái son ối lớn nhất của thai dưới. Thì mình đo đạt thôi ha, 6 cm. Bây giờ mình đo đứa dưới trước, nó đang nằm cái môi đầu, môi mông. Chết là chiều mấy giờ, sao nó cháy giờ dữ vậy ta? Bây giờ làm nhanh cái này, các bạn chị sẽ làm đo đạt nhanh chút xíu các bạn ha, cái này nó không có ô tô cho lẹ lắm. 70 các anh chị thấy nó hiện ra 30% không? Cái đầu này chuẩn này, chu vi đầu này. Đó. Rồi mình sẽ làm cái xương đùi. Sao dữ vậy ta? Cái đùi dài ha, 77% chu vi bụng. Mình chắc không làm hình. Thì bạn thấy nó rất là chuẩn ha, cân nặng ký 325 gram 54%. Và bây giờ cái đứa trên nè. Thì cái đứa trên các bạn sẽ đo cái đứa trên. Tương đối, tại vì nó bây giờ mình sẽ chọn qua cái phi tích bi đâu. À, nó phải chọn thôi nó thôi. Thì các bạn sẽ đo chọn phi tích bi nha, không thôi nó hiện ra cái đứa
nó ra cái trung hòa với cái đứa đầu tiên mình phải chọn phi tích pi. Thì các bạn thấy chữ bi nó hiện ra không? Nó có cái số đo, nó có trước cái số đo, nó có chữ b, đó là cái thai b, đó là cái thai sau đó. Đây là cái thai trên này, cái đầu ở đây. Và hai cái đứa này nó nằm, một đứa này là đầu cái đứa này các bạn đây. Rồi nó ngang, nó xoay đây. Cái đứa trên nó nằm ngang với cái sinh đùi. Rồi cái bụng. Chắc xong ra này phải cho mọi người nghỉ để chiều còn học nữa. Còn cái ca kia chị sẽ tự làm cho bệnh nhân thôi, chứ không phải để cho mọi người có được ăn tại chỗ hả? Hay là tự ra ngoài ăn? Các bạn thấy hai đứa này cái cân nặng nó khá là đều nhau và nó đó. Thì các bạn sẽ vô cái report. Thì các bạn thấy không, nó hiện ra đây là nó ra cái chữ thay thay B đúng không? Thì các bạn sẽ so sánh này, nó sẽ hiện ra là hai đứa nó lệch nhau có 2% thôi, hai đứa nó rất là đều nhau. Nó đều kích thước và nó đều nước ối. Nước ối một cái đứa 6 phân 8 phân, nước ối đứa này nó hơi dư, nhưng mà mình biết rằng á là nó không có cái truyền máu song thai cái thời điểm này, nhiều khi nó một cái nước ối nhiều đơn thuần đi kèm thôi. Các bạn làm cái Doppler rốn, các bạn nhớ để ngay cái bằng quang của cái đứa em bé để mình biết chắc là của thai đó ha. Dù đây là cái đứa dưới này mình làm cái Doppler rốn mình thấy nè. Thì mình đó, mình ngược lại. Mình nhìn là cái Doppler rốn mình thấy cái dạng bình thường rồi đó, mình đo cái, với lại nó không có nhỏ cho nên rồi cái đứa này đứa trên nè, mình đặt ngay cái vị trí của bằng quang để mình đo của nó. Đây. Mình đi vô cái vị trí bàng quang của đứa trên này. Nhiều khi các bạn biết mình sẽ nói thai phụ nín thở, nó nín nhúc nhích liên tục, mình đo cái sóng nó không có đều đâu, mình sẽ nói thai phụ giữ hơi thở vài giây để mình nó nhúc nhích dữ lắm đó, các bạn phải cho nó ngược lên để mình đo ha. Còn đây não giữa nè, như cái đầu của cái đứa đầu ở đây, như cái này thì thấy nó có vẻ là đây cái mặt cắt ngang. À, đường kính lưỡng định các bạn, đây là các bạn phổ đốt lơ màu lên, nó là đa giác Willis này. Đó. Thì nó quy ước các bạn sẽ đo là cái thứ nhất là cái đường, các bạn thấy cái đường này không? Cái cửa sổ nó gần như trùng hoặc dưới 30 độ với cái sóng siêu âm. Với là cái động mạch đó các bạn thấy nó gần như trùng nhau. Mình đặt cái vị trí 1/3 trong và 2/3 ngoài. Tại đo cái PSV mà các bạn đo mà nó cái góc mà nó không đúng là nó sẽ sai. Đó, thì các bạn thấy. Ví dụ đây mình đây là cái PSV, các bạn thấy nó sẽ có cái PSV nè, nó có hiện lên. Ví dụ đây là cái ca này là cái PSV nó là 41 cm giây, các bạn tra bảng. Nhưng mà rồi mình đo cái thằng kia, đây cái thằng bên phải trên cổ được lên. Ủa thằng này sao cái não thất hơi có vẻ hơi rồi. Các bạn phải ráng mua cái đầu dò để cái sóng siêu âm nó gần như song song hoặc là cái góc dưới 30 độ. Các bạn thấy là cái góc này cũng gần 30 độ, thì nhiều khi mình sẽ đo cái Doppler động mạch não dưới để cho cái mục đích là nó đi gần như song song với cái sóng với là cái chiều mạch máu. Đó, tương mình mục đích là mình sẽ đo cái PSV. Rồi, hồi nãy mình đo bốn mấy đúng không? Cái thằng này là nhiêu? Đó các bạn thấy nó đều nhau đó, tức là nó cũng không bị thép nữa. Rồi, kích thước gần như đều nhau, thép chỉ có cái thằng trên nước ối nó hơi nhiều. Cái não thất này nó có vẻ hơi chuẩn trên ha. Thì các bạn cũng đo. Đó, rồi cái não thất này nó hơi giãn đó chứ hả? Cái kỹ này nó có cái gì khác không? Tiểu não hố sâu, não thất bên này, não thất đối bên. Cái đối bên thì nó lại ok hơn nè. Chỉ có cái não thất này là não thất bên bên trái nó hơi giãn nhẹ, như cái ca này hộp bách trong suốt rãnh sinh lý ít bình thường, hộp bách trong suốt có các bạn các mặt các ACA nó là các bạn đã thấy nó có nó hộp hồi rãnh đồ bình thường thường, các bạn cũng không cần thiết phải làm cái thể chai. Nhìn vậy là biết đó, thể chai nó có, nó rảnh não, nó chỉ có cái dạng nó thấp thôi. Cái tim thôi, dạ dày tim.
thì nó có cái dạng nó phát ra, mình thấy coi kỹ cái hình thái chút xíu, bốn buồng tim, thật đục tim, dạ dày bên trái, động mạch tĩnh mạch rốn, túi mật, bốn buồng tim. Đây là cái mặt cắt mà khá là tốt để mình coi buồng thoát cái trái này. Đây là buồng thoát thất trái, cho các cái mặt cắt chuẩn như bốn buồng nằm ngang. Đây là mặt cắt lý tưởng để các bạn coi buồng thoát thất trái này, từ buồng thất thái đi ra cái cung mặt chủ này hết, nó không chia đôi và mình đi hết được cái cung, tại vì nó từ cái dưới, còn đây là động mạch phổi chia đôi. Chắc chịu bắt tiếng chỉ các bạn nhiều hơn, nhưng mà cái thế này mình nó có hơi giãn não thất đó nha, nhưng mà giờ tuổi này không lẽ đi chọc ối. Thấy dưới coi, thấy dưới có bị giãn không? Cái ca này là mấy nhau mấy ối, một nhau hai ối hả? Cái thai dưới này thì cái não thất nó bình thường. Đây là cái thai dưới nè, não thất nó bình thường, não thất hai bên bình thường. Có cái thai trên là cái não thất nó một bên nó hơi giãn nhẹ, nó một nhau hai ối. Bây giờ hôm nay đi chọc ối các bạn, đây là cái thể chai, cái thùy nhộng phía sau, cái dưới đây là các bạn thấy cái sự toàn vẹn của cái thùy nhộng này. Cái này là cái não thất bốn này, có cái rãnh 1/3 trên 2/3 dưới rất là rõ. Phổ này đốt lên màu lên chắc nó đẹp, nó lung linh, cái vòng động mạch vòng quanh thể chai. Thấy nó bình thường đó, vậy cái này là chỉ là mô hình nếu các bạn muốn coi về giải phẫu. Cái này là cái thai này là 28 tuần, nó cũng tương đương với cái kia ha, thì các bạn thử đo cái thể chai này. Cái nãy mình đo cái kia 28 ha. Một cái này 35 á. Cái kia nó có hơi chỉnh dưới, nhưng mà cái kia nó trong cái bình cảnh của cái thai nhỏ đó, cho nên chắc chắn cái đầu nó nhỏ thì cái đùi nó cũng sẽ, cái thể chai mọi thứ nó cũng hơi nhỏ. Thì các bạn tra bảng thôi. Chắc là cho mọi người nghĩ, của cái tim này nó có cái gì hả? Ô, cái tim này chắc để chiều bác Tuyến coi rồi. Bác Nguyên không nên coi. Đây nè, đầu trên đây thì ở trên phải dưới trái, dạ dày trái nè, tĩnh mạch rốn xoay qua bên phải đúng lên mặt cắt bốn buồng. Nó giống tim một thất quá vậy ta, hay là nó kiểu sạn tim trái vậy? Các bạn thấy cái mặt cắt bốn buồng bất thường nè. Cái thằng mà dạng, cái thằng là cái tim của cái đứa bình thường đó, cái đứa mà dạng nó thất hồi nãy đó, thì nó không có. Cái này là buồng thoát nè. Ồ, sao nó bị đau khổ, cái đốt lơ lên coi. Sao nó bị phải thai không vậy? À, chà, ca này phức tạp, tim không biết đây là dạng của, sao giống như thiểu sản tim trái hơn hả? Thì cảm giác như nó này trái phải, hay nhìn qua thấy giống buồng một thất, các buồng thoát thì giống như thân chung đây nè. Ba mạch máu, mạch phổi. Giống dạng tim một thất quá. Thôi để chuyên gia chiều nay coi ha. Giờ mà sa đà vô đây nữa là thua. À, mất công chiều thầy coi, thầy nói chẩn nói khác, nhưng cái tim này là nó bất thường rồi các bạn. Hỏi cho nó xoay lên một chút để chị coi chị có nghĩ gì không. Chắc cho mọi người nghỉ có đi ăn cho nó trễ đó, chiều 1 giờ bắt đầu, mấy 1:30 bắt đầu hả? Trời ơi, cái ca này có tim thì nó cái đầu nó bình thường, còn cái thằng này là cái nó có hơi giãn não thất. Cái tim này thì lại bình thường. Còn nó xoay lên.
Chắc để cho nghỉ mọi người đi ăn Long ơi. Còn cái ca sau nếu có hẹn thì chị sẽ làm cho mình nha. Stop đi ha. Ca này tim có vấn đường mà giờ phải ngâm cứu mới ra được. Để chiều bác sĩ chuyên gia về tim mạch sẽ coi lại cho em ha. Còn cái